đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vương Nhất Bác qua lời kể của một người trong nghề, studio do anh chàng đứng tên bị dừng hoạt động, anti-fan hả hê cà khịa. Một studio do Vương Nhất Bác đứng tên đã thông báo đóng cửa, ngừng kinh doanh, là đỉnh lưu hàng đầu Trung Quốc. Nhiệt lượng của Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ phải bàn cãi. Hầu hết tất cả mọi tin tức từ lớn đến nhỏ về nam thần 9X đều được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Chẳng hạn như mới đây, một diễn viên quần chúng cũng đã bất ngờ đăng tải bài viết cho biết đã gặp Vương Nhất Bác khi tham gia đóng phim cùng nhau. Đúng như lời đồn, vẻ bề ngoài của Vương Nhất Bác khiến người này không khỏi thán thốt. Chiều rộng bờ vai, khuôn mặt và xương hàm rõ hơn cả tương lai của tôi. Tôi đã choáng váng đến mức cảm thấy mình cần một chiếc máy trợ thở vì vẻ ngoài của anh ấy. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi của Vương Nhất Bác. Đó chắc chắn là kem chống mũi, người này tiết lộ. Diễn viên này cũng nói thêm, lúc Vương Nhất Bác đến phim trường, anh ấy không đeo khẩu trang, chính điều đó khiến cho tôi không dám động đậy. Nói thật, trong ngành giải trí, anh ấy xứng đáng với danh tiếng mà mình đang có. Tuy nhiên, người này vẫn cảm thấy tiếc nuối khi xóa hàng nghìn bức ảnh và video của Nhất Bác trong điện thoại của mình vì nghĩ rằng điện thoại sẽ bị ekip kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra về. Tuy nhiên, cuối cùng phía ekip lại không hề kiểm tra. Nói về sự nghiệp của Vương Nhất Bác, chỉ trong một năm qua, nam diễn viên đã có cơ hội thử sức với 4 phim điện ảnh. Các tác phẩm này đều đa dạng thể loại, từ lịch sử, hành động, điệp chiến, phim hài. Về phương diện điện ảnh, nam diễn viên được đóng chung với ảnh đế Lương Triều Vĩ. Sang đến truyền hình, anh cũng có cơ hội hợp tác với tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu là Triệu Lệ Dĩnh. Có thể thấy, sự nghiệp của Vương Nhất Bác ngày càng rộng mở, thành tích của anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng gần đây, nam diễn viên Trần Tình Lệnh lại khiến dân tình nháo nhào bởi studio có tên Shanghai Jibo Culture Media Studio thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác đã thông báo tạm ngừng kinh doanh. Được biết, studio này thành lập vào tháng 1 năm 2018 và người đại diện theo pháp luật của công ty này là Vương Nhất Bác, với vốn điều lệ gần 345 triệu đồng, 100.000 nhân dân tệ. Trước thông tin studio đóng cửa, một số anti-fan Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội cà khịa, châm chọc anh chàng thiếu năng lực, chẳng làm được trò trống gì, thậm chí còn đùa cợt thái quá về chuyện điều tra thuế của công ty. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề đó là nhiều netizen tinh ý phát hiện ra rằng studio không chỉ ngừng hoạt động mà đã đóng cửa vào năm ngoái, nhưng không hiểu vì lý do gì bây giờ lại bỗng dưng leo lên hot search với mức độ phổ biến khá lớn. Chưa dừng ở đó, fan Vương Nhất Bác đã lên tiếng phủ nhận thần tượng của họ không sở hữu studio nào cả, bởi nam diễn viên hiện đang hoạt động dưới trướng của công ty Nhạc Hoa. Chả lý gì anh chàng lại đi chuốc thêm phiền não vào mình. Mặc sự việc ầm ĩ, Vương Nhất Bác và đoàn đội vẫn lựa chọn im lặng, từ chối đưa ra phản hồi cũng như giải đáp thắc mắc của netizen. Hiện tại, Vương Nhất Bác đang khá bận rộn với lịch trình dày đặc, cùng một loạt các tác phẩm dự kiến phát sóng trong năm nay, bao gồm bộ điện ảnh Vô Danh, Băng Vũ Hỏa.